Các bạn thân mến, nông cơ Phong Tâm, địa chỉ là Bầu Sen, Long Khánh, Đồng Nai, là có về Bầu Sen là phường Bầu Sen, thành phố Long Khánh nha các bạn nha. Có về một con xe rùa rất là đẹp luôn. Ở đây mình sẽ quay chi tiết cho bạn xem. Thì con này xài động cơ Kubota E70N. Thì cái động cơ này, cái sức ngựa của nó là, để mình tìm thử coi, là 7 ngựa. Đây cái dòng mà TVCS nè, cái Máy dòng nó này là máy nó rất máy là bảy mươi rất cái bảy là rất à đây E70N, động cơ 7 ngựa 3.000 tua, 6 ngựa cũng 3.000 tua. cái máy này không, giá thị trường của nó là phải là gần 10 triệu anh. Cái dòng mã dòng này rất là có giá nha các bạn nha. Đây đã xài cái hệ thống bằng dây cô ra. Cái này nó xài nồi côn hay là Xài xài nồi, nó cắt dây, cắt nồi bằng dây cu ra anh. Cắt dây cô ra hả? Dạ, nó qua hộp số. Nó qua nguyên một dàn dây Đúng rồi như anh. vậy. Nó qua nguyên dàn dây như vậy luôn. Rồi máy này là cái đời của con Kubota, cái nào cũng bọc bô ha, Máy bắt bọc đạn. bô không bọc bô cũng bạc đạn, bọc bô không bọc bô cũng bạc đạn. Dạ. Cái cu ta là bạc đạn hết. Đó, Kubota là xài bạc đạn hết. Đây các bạn thấy không, thùng nè, thùng thiết đồ này nọ. Nhưng mà cái quan trọng nhất của xe này là dàn sên, cái dàn xích nó nha. Theo bạn thấy cái dàn xích nè, nó chưa răng nứt, nó còn mới tinh xà bin nè. Xích nghĩa địa luôn nha anh. Xích nghĩa địa luôn chứ không phải là xích của Việt Nam mình đâu, của Trung Quốc đâu nha, xích hàng bãi của Nhật luôn á. Đó, còn mới tinh xà bin các bạn thấy không. Đó. Cái này là cần gì? Cái này thắng. Thắng sao không nhẹ xèo vậy? Cái này nói chung là xe xích khỏi cần xài thắng cũng được. Dạ, khi mình gạt xuống là còn cái đó là anh mai nha, anh mai da côn. xuống là chạy thôi, Còn hai tay này là hai tay muốn lái. cứ quẹo bên muốn lái bên nào thì quẹo bớt kéo bên đó. Mình ngồi đây mình lái được không? Dạ, ngồi bên đây này nó có yên mà. À Còn này là cần bơm ben. Ben ben dạ. ben ben nằm ngay đây. Dạ, số bên này, số bên kia, rồi số tới một số về. Rồi dây cu ra ngay sát đó, rồi nó không có cái bọc để che lại. Không anh, thì mình ngồi đây, mình đây mà đâu có sao đâu nè, đổ mình vô rất là Không, nhẹ nhàng đuổi luôn mình mà. bỏ chân vô đó không? Bỏ chân vô thì nó ra thịt xay thôi. Đó, hai bên các bạn thấy không, dây cu ra hai bên đều còn rất là đẹp nha. Mình có Đó, ăn miếng nào ở đó. còn rất là đẹp luôn. Rồi rồi bây giờ nổ máy rồi. Không có cái thùng này, bề ngang mấy, bề dài mấy? Bề ngang 90, bề dài mét 6 anh. Cái này khoảng bao nhiêu khối? Khoảng 1 khối 90, dài mét 6, cao? Cao khoảng 30 phân. Gần 30 à, hai mấy à. À vậy. 30, nói chung muốn lớn nhiều thì về nâng thùng lên. Bè lên. Dạ. Tại vì cái thùng cái đầu cái nó cao rồi. Sập xuống rồi, để thùng lên chị. Vậy hả? Hạ xuống rồi. Hạ xuống luôn. Ủa rồi cái nắp sau này nó mất à? Dạ, cái nắp nó về nó bị thiếu. Rồi giờ làm sao? Cái nắp đó thì ai mua về thì làm nó thôi. Nắp dễ mà. Cái này mình có báo giá không hay là không, để ai mua điện cho em anh. Ai mua thì điện hả? Dạ. Máy cực đã ha. Máy độ đã lắm. Cái này mình gắn bơm nước rồi luôn, có lý ha. Muốn gắn bơm nước thì chế ra nữa anh. Có chế gì đâu. Chế gì đâu chế. Lột sợi dây cô ra này ra. Đúng rồi, lột dây cô ra qua đây. Đó, gắn
Ông này lột bớt một sợi này ra nè. Ừ. Mấy dầu mà. Mấy dầu. Cho 7 ngựa nữa mà, lo gì. Lâu lâu cái này hàng hiếm lâu, bữa nay lâu lâu mới có hàng về thôi à. À. Chứ toàn là mấy xăng không à. Mấy dầu bữa nay hiếm lắm. Lâu lâu mới có hả? Lâu lâu mới có được không mà, nó đẹp được cỡ này luôn á. Quá đẹp. Rồi bạn nào mà muốn mua thì alo cho Phong nha. Theo số điện thoại ở trong cái phần mô tả cái video á các bạn nha. Tại vì có nhiều khi mình người ta mua xong rồi, nếu mà thí dụ người ta bán rồi, có nhiều khi mình chiếc nào hàng hiếm quá thì mình sẽ cắt cái số đi để cho các bạn, hoặc là mình thông báo trong đó là đã bán rồi cho các bạn khỏi có mất công gọi. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Các bạn bấm vào phần bên phải của cái tiêu đề video, nó có một cái mũi hình tam giác á. Bấm vào đó, trên điện thoại thôi nha, trên tivi không có chỗ bấm đâu nha. Bấm vào đó cái bắt đầu là các bạn sẽ thấy phần mô tả, nó sẽ hiện về chi tiết về giá cả, rồi quên giá không biết có hiện không, số điện thoại, địa chỉ đồ này nọ không đó các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây hộp số nè, đó đẹp lung linh chưa ha. Số này làm cái gì chưa? Chưa anh, chưa có động đậy gì hết á, mới vừa về đây, mới vừa rửa ráy xong rồi. Cái cốt nó ra. Em nói anh cái hộp số này sao? Chỉ có xích hư thôi chứ còn hộp số ngoài đó nó không hư. À đúng rồi. Sao hư được? Nhông trong đây là có. Tua chậm mà sao hư được? Con nó tua chậm mà. Cái tốc độ của nó chạy nó chỉ có vậy thôi hả? Mình chỉ có nói chung còn lẹ hơn anh, tại nãy em đi mới số 1 số 2 à. Ủa chứ nó tất cả mấy số? Nó 3 số lần anh. À 3 số hả? Chập quá không có dám vô số lẹ chạy được. À vậy hả? Nó không có cái số đúp như của thằng Sới thằng đồ ha? Không anh. À, rồi nó qua hộp số, nói chung là xe tải nó chỉ chở hàng thôi chứ đâu phải chạy lẹ đâu. À cái này chở đang chi ta lội ruộng hả? Chuyên gia lội ruộng. À chuyên gia lội ruộng. Nói chung là bánh xích nó đi nó đâu có lúng đâu anh. À không lúng. Này về anh em nào về chở lúa rồi với ruộng lên là cực kỳ luôn. Chở bắp cũng còn ngon. Thôi là mình làm công trình đó anh. Chở bắp khỏi phải lo xì. Làm công trình chở xi măng. Khỏi lo xì. Rồi, mến chào các bạn nha. Sao ông chủ? Có gì nói không? Không hả? Đây là nhà đầu tư. Ông chủ. Rồi.